Top 10 người có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại từng tồn tại trên trái đất. Theo bạn, một người được đánh giá là vĩ đại qua điều gì? Có phải qua tài thao lược, sức mạnh, trí thông minh hơn người? Hay đó phải là người giàu có bậc nhất và nắm quyền sát sinh trong tay? Hay cũng có thể đó là người có tư tưởng, lời nói và hành động thức tỉnh cả nhân loại? Theo bạn, trong danh sách dưới đây, ai xứng đáng là người có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại? Thánh Paul the Apostle. Ông là một vị thánh của giáo hội, xuất thân là một người dân Roma và thừa hưởng nền giáo dục Do Thái và là một công dân ái quốc. Người đã khủng bố những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng sau đó đã cải hóa và trở thành một tín đồ Thiên Chúa nhiệt thành và là người có tầm ảnh hưởng thứ hai đối với giáo dân. Thánh Paul viết rất nhiều thư truyền giáo trong Kinh Tân Ước và đã chỉ ra trở thành một tín đồ Thiên Chúa thì sẽ như thế nào. Những công trình của ông vẫn được trích dẫn trong xã hội ngày nay như là tác giả của hệ thống hành vi và niềm tin Thiên Chúa giáo. Constantine Đại Đế. Constantine sinh vào khoảng năm 208 tại Naissus, ngày nay là Nice thuộc Nam Tư cũ. Cha ông là một sĩ quan quân đội cao cấp. Năm 305, do hoàng đế Diocletian thoái vị nên cha ông là Constantius đã trở thành hoàng đế của đế quốc Tây La Mã. Ngay từ khi còn trẻ, Constantine đã cho mọi người thấy ông là một chiến binh dũng mãnh và đầy tài năng. Năm 306, cha ông qua đời tại York. Với tuổi đời còn rất trẻ, ông vẫn được tôn vinh là hoàng đế của đế chế Tây La Mã. Nổi danh là người vĩ đại trên khắp vương quốc La Mã rộng lớn, Constantine từ một hoàng đế của Tây La Mã đã đánh bại Đông La Mã để thống nhất và xây dựng lên một đế chế La Mã hùng mạnh. Ông là người đã đặt nền móng cho cấu trúc xã hội châu Âu thời Trung Cổ. Mặc dù độc ác và tàn nhẫn, nhưng những thành quả mà ông có được và những ảnh hưởng của ông đối với lịch sử vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là việc ông đã biến Cơ đốc giáo thành một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Âu. Martin Luther. Luther đã góp phần khai sinh phong trào cải cách, một phong trào tôn giáo được xem là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Phong trào cải cách được cổ vũ bởi những người như Luther, Calvin và Zwingli dẫn tới việc thành lập một đạo mới được gọi là Tin lành. Đạo Tin lành dần dần lan rộng và được quần chúng ủng hộ ở Scandinavia, Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan. Ngày nay, tín đồ của đạo này đã lên đến hàng trăm triệu. Mỗi năm có ít nhất 500 ấn phẩm mới về Martin Luther và phong trào cải cách được phát hành trong hầu hết các ngôn ngữ lớn trên thế giới. Ông đã góp phần thay đổi bộ mặt tôn giáo châu Âu và khép lại thời kỳ Trung Cổ ở lục địa này. Luther cũng đặt nền tảng chuẩn hóa chữ viết của tiếng Đức. Cho đến nay, bản dịch kinh thánh của ông vẫn phổ biến nhất trong các bản dịch kinh thánh tiếng Đức. Isaac Newton. Sinh năm 1643 trong một gia đình khó khăn ở Woolsthorpe, nước Anh, Isaac Newton nổi tiếng với định luật vạn vật hấp dẫn mà sau này vẫn được sử dụng rộng rãi. Newton đã một mình đóng góp cho khoa học nhiều hơn bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử loài người. Những nguyên lý mà Newton đưa ra vẫn giữ nguyên giá trị cho đến thời đại ngày nay. Sau khi ông ra đi, những phương pháp của ông đã mang lại những thành tựu khoa học lớn gấp bội những gì ông có thể tưởng tượng lúc sinh thời. Các thành quả này là tiền đề cho nền công nghệ mà chúng ta vận dụng trong mọi mặt của đời sống ngày nay. Không ngoa chút nào khi nói rằng Newton là danh nhân quan trọng nhất đóng góp cho sự phát triển của khoa học hiện đại. Abraham. Sinh ra từ 4.000 năm trước, nhưng những ảnh hưởng của Abraham tại Trung Đông vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ông là người đàn ông đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt, và từ người đàn ông này đã phát triển thành một dân tộc hoàn toàn khác biệt. Lịch sử của dân tộc này không giống bất cứ dân tộc nào cả, có ảnh hưởng tới nhân loại đến nỗi không thể đếm được. Họ được cả thế giới biết đến và kính nể với tên gọi Do Thái. Một điều đáng chú ý là từ khi Alfred Nobel lần đầu tiên tổ chức ra giải thưởng Nobel thì hơn 1/5 giải thưởng đã trao cho người Do Thái. Tổng dân số Do Thái ít hơn một nửa của 1% tổng dân số thế giới. Nhưng người Do Thái đã nhận được hơn 20% của giải Nobel cho các thành tựu vĩ đại của khoa học, xã hội, kinh tế, sự sáng tạo và các đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của nhân loại. không chỉ trở thành những người xuất sắc nhất, người Do Thái đã đóng góp cho thế giới nhiều thành tựu hơn so với dân số của họ, hơn bất cứ dân tộc nào khác trong lịch sử. Albert Einstein. Cuối thế kỷ 19, nền vật lý học tưởng chừng như đã hoàn chỉnh với cơ học Newton và điện tử học của Maxwell. Thế nhưng, trên nền trời trong xanh của vật lý học hiện đại lại xuất hiện những khủng hoảng không thể giải quyết được bằng các lý thuyết cũ, hiệu ứng quang điện, tia X, phóng xạ, thí nghiệm âm của Michelson. Trong hoàn cảnh đó, Einstein đã thừa kế và phát triển những quan điểm của Planck. Ông đã đưa ra thuyết quang lượng tử, giải thích thành công hiện tượng quang điện vào năm 1905. Cùng năm đó, Einstein đã cho ra đời công thức nghiên cứu lừng danh của mình, đó là thuyết tương đối hẹp. Thuyết tương đối hẹp đã mở ra một cuộc cách mạng trong vật lý thế kỷ 20. Nó loại bỏ hoàn toàn những quan niệm về không gian, thời gian tuyệt đối, khối lượng bất biến và tạo tiền đề cho những sáng tạo mới như vật lý năng lượng cao, công nghệ nano. Vì vậy, phương trình E bằng MC bình phương xứng đáng được gọi là phương trình thâu tóm cả vũ trụ hay phương trình của Chúa. Tạp chí Time của Mỹ bình chọn Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông qua đời năm 1955 tại Princeton và còn được mệnh danh là người đàn ông của thế kỷ. Với tài năng khiêm nhường bậc nhất của ông nên tên gọi Einstein đã trở thành đồng nghĩa với từ thiên tài. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi còn gọi là Thánh Cam Địa. Nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi, sinh vào ngày 2 tháng 10 năm 1869 trong một gia đình theo Ấn Độ giáo tại tỉnh Gujarat, Ấn Độ. Từ lúc lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập và đứng đầu Đảng Quốc dân Đại hội Ấn vào năm 1921, ông đã được người dân Ấn tôn vinh với tên gọi là Mahatma, có nghĩa là vĩ nhân hay đại nhân. Mahatma Gandhi đã lãnh đạo thành công phong trào đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ từ thực dân Anh 1914 đến 1947, cũng như đã khích lệ hàng triệu người dân bị đô hộ khác đứng lên đấu tranh chống lại các chế độ thuộc địa, giành lại độc lập trong nhiều thập niên vừa qua. Mahatma Gandhi còn được biết đến như một nhà hiền triết với tư tưởng bất bạo lực hay còn gọi là bất hại, dựa trên nền tảng chấp trì chân lý. Không có cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh. Nhưng đối chiếu cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ với nhiều quốc gia khác, dân tộc Ấn Độ đã không trả giá quá đắt về xương máu và sự hủy hoại hạ tầng cơ sở. Chính những thành tựu này và chính phương thức đối đầu bất bạo động mà Gandhi đã được tôn vinh là bậc thánh của nhân loại. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Mohammed được cho là nhà sáng lập ra đạo hồi Islam. Ông được xưng tôn là sứ giả của Thượng Đế, Thánh Allah. Theo các tín đồ Islam, ông sinh vào khoảng năm 570 tại Mecca và qua đời ngày 8 tháng 6 năm 632 tại Medina. Năm 40 tuổi, Mohammed bắt đầu truyền đạo hồi trên khắp vùng Ả Rập với giáo lý cơ bản như học theo các vị thánh nhân, tránh cúng lạy các pho tượng, tránh tích lũy tài sản và cho vay nặng lãi, giúp đỡ người khác, làm điều thiện và tránh gây tội ác. Do giáo lý Hồi giáo đi ngược lại với tín ngưỡng truyền thống và lợi ích kinh tế của giới quý tộc thành Mecca, nên nhiều người đã có những phản ứng mạnh nhằm ngăn chặn sự phát triển của đạo hồi. Vì không chịu được sự bức hại nặng nề, năm 615, khoảng 101 tín đồ Hồi giáo, trong đó có 18 phụ nữ, do con rể Mohammed dẫn đầu đã trốn khỏi Mecca và đến xin tị nạn ở Abyssinia. Sau khi trốn khỏi Mecca, ông đã đến Yathrib, Medina ngày nay và được các tín đồ đón nhận nồng nhiệt, trở thành lãnh tụ của phần đông người dân thành phố này. Tại đây, Mohammed thành lập nên nước Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử. Sau nhiều trận chiến, ông đã chiếm được Mecca năm 630. Sau đó, nhiều dân chúng sống trên bán đảo Ả Rập đã từ bỏ các tôn giáo đa thần, cải đạo sang Hồi giáo. Ngày nay, Hồi giáo trở thành tôn giáo lớn thứ hai thế giới với 1,57 tỷ giáo dân. Buddha, Đức Phật. Phật giáo là một tôn giáo dựa trên lời dạy của Siddhartha Gautama, người sống cách đây khoảng 26 thế kỷ ở phía đông bắc nước Ấn Độ, thuộc Nepal ngày nay. Ngài được người ta gọi là Đức Phật. Buddha nghĩa là người giác ngộ, hàm nghĩa là một người tỉnh thức sau khi trải qua kinh nghiệm tu tập, nhận chân được bản chất của cuộc đời, sự sống và cái chết. Trong suốt những năm còn tại thế, Đức Phật đã du hành và thuyết pháp độ sinh. Ngài không dạy cho mọi người những gì mà Ngài biết về chứng ngộ, mà thay vào đó, Ngài dạy cho mọi người làm thế nào nhận thức rõ tính giác ngộ vốn có sẵn ngay chính bản thân của họ. Ngài dạy rằng bản chất giác ngộ chỉ đến từ kinh nghiệm trực tiếp, chứ không thể thành tựu thông qua bằng niềm tin và các giáo điều. Nhiều thế kỷ sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Phật giáo được truyền bá khắp các nước châu Á và trở thành một tôn giáo có sức ảnh hưởng ở lục địa này. Ngày nay, đạo Phật được xem như là đạo chủ chốt ở châu Á. Đức Phật trở thành một con người vĩ đại của loài người, một con người cao quý, sáng suốt, có lòng trắc ẩn và suy nghĩ uyên bác. Ngài không những sáng lập ra một tôn giáo tuyệt vời mà Ngài còn tích cực chống lại chủ nghĩa bóc lột tàn bạo, nạn mê tín dị đoan và phân biệt đẳng cấp xã hội. Jesus Christ, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng của lịch sử thế giới và tư tưởng của Ngài chính là một trong những nền tảng của văn minh nhân loại. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, nhưng cho tới nay, Chúa Giêsu vẫn là đề tài nghiên cứu vô tận của các nhà sử học, các nhà tôn giáo học. Không biết bao nhiêu quyển sách, bài báo đã được viết về Chúa Giêsu, biết bao phim ảnh về Ngài đã được chiếu. Jesus Christ hay Chúa Giêsu có nguồn gốc là người Do Thái, được mọi người tin tưởng và tôn thờ như một vị tiên tri, một đấng tối cao, người mà đã sáng lập ra Kitô giáo. Giêsu được xem như Đức Chúa Trời giáng trần đã chịu hình phạt bị đóng đinh trên cây thập thập tự, người hy sinh bản thân mình để đưa nhân loại ra khỏi sự tội lỗi. Ngài có nhiều danh xưng khác nhau như là đấng cứu thế, đấng cứu rỗi. Một tác giả vô danh đã so sánh như sau: triết gia Socrates dạy học trò trong suốt 40 năm, Platon dạy học trò trong 50 năm, Aristotle cũng dạy trong 40 năm, còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 135 năm dạy học của các triết gia vĩ đại này. Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng các họa phẩm quý giá nhất của Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci đã thực hiện đều là ảnh Chúa. Chúa Giêsu không làm bài thơ nào, nhưng đàn thi và hàng nghìn nhà thơ trên thế giới đã tìm được thi hứng nơi Chúa. Khi Chúa Giêsu Christ hoàn tất thánh chức, Ngài có ít nhất khoảng 120 môn đồ cả nam lẫn nữ. Ngày nay, hơn 2 tỷ người tự nhận mình là tín đồ đấng Christ. Hàng trăm triệu người khác nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng tiên tri. Sự dạy dỗ của Ngài quả đã có một ảnh hưởng phi thường đến nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!